nhĩ vàng thì có nghiên cứu thời gian rồi. Thì sao giờ nó giá nó là ngang ngửa với nhĩ vàng. Thì đó, vàng nghiên cứu không ngang rồi, còn cái này là lần đầu tiên em gặp luôn nè. À lấy cái này phải không? Chưa coi trên mạng, chưa tìm hiểu trên mạng nữa. Kỹ vàng chưa? Như là vàng chưa? Rồi vậy được. Đá cây nhỏ hơn cho ông. Không phòng phòng ở Kiên Giang 35 triệu. Cây nhỏ hơn, cây nhỏ hơn, nhỏ hơn nãy chút không? Cây nãy hả? Nãy anh đưa hình tôi đó hả? Bông đẹp quá ha. Chưa bán cây này nè, chiếc này bán trong phòng dưới lịch giá 35 triệu. Dạ. Là đúng gặt vàng son luôn ha. Bao tính nè hoài. Bao luôn mà, kế bên đây mà trời không bao là qua kiếm ông. Cái này ha. Ngay cái tượng nó đâm. Em sát bên đây đó, có gì qua phía bên này dẫn. Nè, bông nè. Có bông không? Ồ, em à, nó có bông mẫu em live stream được. Live stream là câu wheel không á. Rồi, rồi, sao không cho anh đợi đây. Trời ơi, anh biết em làm YouTube bao nhiêu năm chưa? 2 năm mấy rồi đó. Năm gái hả? Là em thu tiền từ YouTube mà. Em quay phim này nè, có nhiều người coi là em có tiền. Chứ chưa có kể là bán bông nha. Hiểu không? Bây giờ tao mới làm YouTube. Ủa tại sao? Không, em quay ớt lên mà em đang quay camera hả? Về mình chỉnh sửa mình mới đang. Anh thấy mấy thằng nó đi quay về dài làng hoa không? Ủa nó được tiền gì? Trời ơi, tự nhiên nó rảnh nó đi quay quảng cáo cho anh. Không, nó có tiền, nó đi quay, hiểu không? Có tiền nhưng mà không biết là bao nhiêu view, nghe nói là bao nhiêu view gì đó mới được lên được tiền. Có nghĩa là anh phải có nhiều người xem đủ 4.000 giờ. Ví dụ như anh ngồi anh coi video em 15 phút, bao nhiêu người 15 phút phải cộng ra 4.000 giờ, 1 giờ là 60 phút. Cái đó mình quen vậy làm. Thì đó là em đã cày 2 năm mấy nay rồi mới lên được bao nhiêu view đúng không? Đúng rồi. Chứ thời thời bữa anh quay thử đi đi vô không có ba đồng coi. Anh bán này anh chỉ cần vô mấy cái hội của Facebook là được rồi, còn người ta chuyên làm YouTube là người ta khác nữa ông ơi. Đây cái này là Mỹ vàng nha các bạn, đây là Mỹ vàng. Này thì trồng suốt rồi, trồng rồi để trong mát á. Phân sư dừa với không có nhánh nào có qua đâu. Tiêu rồi trời. À đây bông Mỹ vàng này nha các bạn. Gặt Mỹ vàng luôn nha. Ai muốn mua thì qua Tết mua, chưa ra rễ. Mà không biết ổng bán không nữa nha các bạn. Ổng chưa có nhiều. Em hay quay phim á, cái ông sếp em ổng hỏi có mi vàng không cho anh đặt 100 cây. Đặt tính rớt xuống cái mấy này lấy giống nè. Nhân ra chưa có giống. Không, hồi nãy. Chứ vàng son chưa có giống, không có được đâu.